Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay tiếp tục em về được cái siêu phẩm đến từ NA. Trước đây thì em đã giới thiệu với các bác những mẫu NA 2 kênh và 3 kênh rất nhiều rồi, nhưng hôm nay thì sẽ giới thiệu với các bác một cái mẫu mới là đẩy 4 kênh của NA. Và theo em thì con này nó rất là vừa miếng cho anh em dùng hai đôi full 30 hoặc là một đôi 30 một con súp đơn có nhá. Vì là cái công suất ở đây thì em nó được trang bị là 600W một kênh. 600W một kênh các bác ạ, nhân với lại cả 4 kênh nhé. Nhân 4 kênh, 600W một kênh nhân 4. Và đây các bác có thể thấy là mã này DB4.6, tức là 600W một kênh nhân 4 kênh các bác nhé. Và nếu như mà anh em mà dùng một đôi full 30 và một súp đơn thì thoải mái để bao căng cho anh em. Đơn 40, đơn 50 em nó là bao tất các bác nhé. Đấy, bằng cách đấu là kênh 1, kênh 2 các bác có thể đấu là loa này. Kênh 3, kênh 4 các bác đánh chập wire cho em. Đấy, chập wire nó sẽ lên tầm 1500W. Đấy, 1500W các bác có thể đánh đơn súp đơn 40 50 thoải mái nhé. Kép thì em nghĩ rằng là nó sẽ hơi đuối, còn đơn thì là bao căng cho nhé. Về thiết kế bên ngoài thì các bác có thể thấy rằng là nó là tối ưu về cái hệ thống làm mát. Đấy, tối ưu về hệ thống làm mát các bác có thể thấy này. Cái lỗ thông hơi, tản nhiệt thì nó rất là nhiều ạ. Đấy, và em cũng rất là thích những cái dòng đẩy mà nó họ tối ưu về cái hệ thống làm mát thì để đảm bảo cho cái độ bền, cái tuổi thọ của con đẩy nó lên cao các bác nhé. Đó, và em sẽ quay về phía sau cho anh em. Đấy, quay về phía sau để các anh em quan sát qua này. Đấy, phía sau của nó ở đây thì nó sẽ có, ô xin lỗi các bác rồi, con này thì nó sẽ không có đường chập kênh rồi. Đấy, con này anh em chỉ đánh full được thôi. Đấy, con này nó sẽ không có đường chập kênh. Đấy, nó chỉ đánh đơn thôi các bác nhé. Và đằng sau nó sẽ có 4 đường vào, 1, 2, 3, 4 và 4 đường ra, 1, 2, 3, 4 này. Đấy, 4 vào và 4 ra. Con này nó không có nút gạt gì cả các bác ạ. Về cái thế là dùng thôi. Đấy, về cái thế là dùng thôi. Đấy, con này thì chuyên đánh full thôi các bác nhé. Chuyên đánh full thôi. Em nghĩ là full nó sẽ hợp lý hơn là anh em đánh main. Đấy, ban đầu nghĩ là em chưa quan sát đằng sau, còn nghĩ là đằng sau kiểu gì nó có cái nút gạt để các bác có thể đánh chụp chập kênh. Đấy, đánh bright. Nhưng mà con này thì nó không có rồi. Không có các bác nhá. Rồi, nhưng không sao. Anh em miễn sao nó đánh full thì tiếng nó hay nó ok đúng không? Đấy, và giá thành nó hợp lý cho các bác nó ok đúng không ạ? Rồi, ở đây thì các bác quan sát vào trong cái nguồn này. Các bác có thể thấy cái biến áp của nó là rất là to nhá. Nguồn rất to, chả bá luôn các bác. Và nguồn này là nguồn đồng 100% nhá. Anh em mua về anh em có thể kiểm tra là dây nhôm hay dây đồng nhá. Đấy, bằng cách này các bác có thể cạo một cái lớp đồng bên ngoài ra. Nếu như mà nó là nhôm thì nó sẽ bên trong nó sẽ nói nó sẽ là màu trắng. Đấy, còn đồng thì là các bác cạo thì nó vẫn là màu đồng các bác nhé. Đấy là cam kết đảm bảo với anh em là nguồn đồng. Đấy, còn nếu như không phải đồng thì em cũng không dám hướng dẫn là các bác test đâu. Đấy, cam kết với anh em là nguồn đồng. Nguồn nó rất là to. Đấy, em rất là thích những cái dòng này. Để to như thế này thì cho phép là chúng ta chạy ở cái áp suất lớn thì cái cây âm thanh nó sẽ được ổn định, sẽ hạn chế cái tiếng méo các bác nhé. Rồi, con này thì trang bị là 4 tụ thôi. 4 tụ của nó là tụ 100V và 10.000 mi nhé. Đấy, 100V và 10.000 mi là 4 tụ này. Tụ rất là đẹp luôn, tụ xanh. Rất là đẹp các bạn ạ. Đấy. Và thiết kế mạch của nó thì các bác có thể thấy này. Thiết kế mạch của nó là mạch 2 tầng. Đấy, 2 tầng. Tầng 1 và tầng 2 nó như nhau nhé. Đấy, 2 tầng như nhau luôn ạ. Đấy. Và có đèn chống cháy đây. Đấy, có đèn chống cháy các bác nhé. Hai đèn. Đấy, hai đèn trong một vế. Đấy, bên này nó sẽ hai đèn nữa. Tổng con này nó sẽ là 8 đèn nhé. Hai đèn phía trái, phía phải này, bên dưới này vậy này. Có đèn hết đấy. Đó. Nhìn mạch này các bác nhìn thấy đã thấy gọi là Omni luôn rồi đúng không ạ? Đấy, Omni luôn rồi. Rất là đẹp luôn. Đấy. Làm soi rất là chi tiết cho các bác và anh em. Đó, cái nguồn ở đây. Đấy, rất đẹp luôn ạ. Hàng bao đẹp cho các bác và anh em nhé. Đấy, với những cái dòng này tiếng nó ra rất là sạch. Đấy, đẩy NA. Tiếng nó rất là sạch luôn ạ. Đó, quay chi tiết cho các bác anh em. Đó, còn này, bây giờ thì không để các bác chờ lâu nữa. Em sẽ test đoạn nhạc nhé. Tép đoạn nhạc để các bác cảm nhận cái chất âm của cái dòng đẩy công suất này. Vâng, em đã kết nối rồi các bạn, kết nối con đẩy tới đôi loa các bác nhé. Đấy,
Và bây giờ thì em sẽ bật nguồn lên để các bác xem cái kết cấu hoạt động của nó. Và nó có một cái điều rất là hay, các bác nghe kỹ cho em. Quạt gió không hề có phát ra tiếng ồn các bạn. Chạy rất là êm. Chạy cực kỳ êm luôn ạ. Rất là thích với những cái dòng quạt gió này. Chạy cực êm các bạn. Và bây giờ thì em sẽ test một đoạn nhạc các bác nhá. Để chúng ta sẽ test một đoạn nhạc để trải nghiệm chất âm. Gõ cửa trái tim van em đừng vào, dù tình rất đau chúng thân huyệt đào, nụ cười với chim bao nỗi niềm mắt xanh xao, nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hờn hờ, ngõ hồn tái tê năm cánh thần thần, nhìn lòng mắt dân tơ để một mối bơ vơ, khi không em nhốt anh chúng ta vừa trải nghiệm qua cái chất âm của cái dòng đẩy công suất là DB 4.6 các bạn. Phải nói là tiếng rất là sạch, tiếng rất sạch nhá. Đấy, và các bạn anh em quan tâm hay cần tư vấn thêm thì có thể liên hệ trực tiếp từ bên em để được bên em hỗ trợ. Và xin chào các bác.